Ngày 8 tháng 10, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 13 tỉnh thành giai đoạn 2023-2025. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 13 tỉnh thành phố Bắc Giang, Cần Thơ, Đắk Lắc, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long. Trong tổng số 13 địa phương này, Bắc Giang là tỉnh có số đơn vị hành chính sắp xếp nhiều nhất. Do vậy, để có thêm thời gian chuẩn bị, nghị quyết của tỉnh Bắc Giang sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, muộn hơn 2 tháng so với 12 tỉnh thành khác, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Theo nghị quyết, toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của huyện Yên Dũng sẽ được nhập vào thành phố Bắc Giang. Sau khi nhập, thành phố Bắc Giang có diện tích tự nhiên là 258,29 km2 và quy mô dân số là 371.151 người. Cùng với đó, phường Tân An cũng được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ xã Lão Hộ và thị trấn Tân An, thành lập phường Nham Biển trên cơ sở toàn bộ diện tích quy mô dân số của thị trấn Nham Biển. Nghị quyết cũng cho phép điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 75,93 km2 của huyện Sơn Động để nhập vào huyện Lục Ngạn Bắc Giang cũng được thành lập thị xã chủ trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lục Ngạn, đồng thời thành lập 5 phường thuộc thị xã này. Nghị quyết cũng quy định về việc giải thể tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đồng thời thành lập tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân thị xã chủ tỉnh Bắc Giang tại Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Đông Triều. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Tại Cần Thơ sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Phú và phường An Nghiệp, An Cư vào phường Thới Bình. Sau khi nhập, phường Thới Bình có diện tích tự nhiên là 1,99 km2 và quy mô dân số là 56.364 người. Theo tờ trình trước đó của Bộ Nội vụ, tại 13 tỉnh thành có 5 đơn vị hành chính cấp huyện và 186 cấp xã được sắp xếp để hình thành 5 đơn vị hành chính cấp huyện và 99 đơn vị cấp xã mới. Sau sắp xếp, 13 tỉnh thành phố này không thay đổi số lượng cấp huyện và giảm 87 cấp xã. Đối với một số nội dung chính phủ xin ý kiến, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng cần tiếp tục giả soát kỹ các khoản còn dư địa thu, nâng cao chất lượng công tác dự báo để phấn đấu tăng thu năm 2024 ở mức cao nhất, làm căn cứ xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 tích cực hơn. Rút kinh nghiệm những năm gần đây, dự toán năm 2025 cần hạn chế thấp nhất các khoản chi không phân bổ ngay từ đầu năm, chậm phân bổ, khẩn trương hoàn thành chế độ tiền lương mới theo nghị quyết 27 NQTU về thực hiện thống nhất, hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước. Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng nhất trí với những kiến nghị của chính phủ về việc cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển theo đúng quy định của pháp luật trong năm 2025 chưa xem xét việc tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp người có công Trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương cho biết, trong năm 2024, công tác hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính về đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, trình Quốc hội ban hành nhiều văn bản quan trọng tạo căn cứ pháp lý triển khai đầu tư công. Việc triển khai một số chính sách thí điểm được Quốc hội nghị quyết thông qua đã đi vào cuộc sống, từng bước phát huy hiệu quả. Tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng tiếp tục được đảm bảo. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ, đến nay chưa giải quyết được tính đặc thù của giải ngân vốn đầu tư công là tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp, xu hướng tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Công tác lập kế hoạch đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước hàng năm vẫn còn hạn chế, chưa sát với khả năng thực hiện các khó khăn vướng mắc trong hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đã được tập trung xử lý nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn còn các khó khăn vướng mắc trong lập phân bổ kế hoạch và trong triển khai thực hiện dự án. Về kế hoạch đầu tư công năm 2025, chính phủ xác định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đảm bảo cơ cấu đầu tư hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng miền, lĩnh vực vừa gia tăng động lực tăng trưởng, vừa đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đất nước tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, khắc phục, tình trạng phân bổ vốn manh mún, giàn trải kém hiệu quả, thực hiện bố trí cho các nhiệm vụ dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện giải ngân, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ dự án theo đúng quy định. Chính phủ phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, kế hoạch tài chính 3 năm từ 2025 đến 2027, kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025. Tiếp đó, thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Vương đã làm rõ, cung cấp thêm thông tin về một số vấn đề được các thành viên ủy ban quan tâm, đặc biệt là cung cấp số liệu cụ thể về thiệt hại của bão số 3, hậu quả của sạt lở, lũ lụt đối với các địa phương. Phát biểu kết luận về các nội dung này, chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách Lê Quang Mạnh nêu rõ, tại phiên họp, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc trách nhiệm, trong đó có nhiều đánh giá xác đáng xuất phát từ thực tế địa phương đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu, tham mưu xây dựng các báo cáo chính thức của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 38. Tại hội nghị thông tin về tình hình công nhân công đoàn và dự án luật công đoàn sửa đổi vừa diễn ra tại Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, vừa qua, đoàn viên, người lao động đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để kéo dài dịp nghỉ lễ đến hết ngày mùng 5 tháng 9. Lý giải về đề xuất này ông hiểu chia sẻ, mức bình quân ngày nghỉ lễ Tết trong năm của các nước Đông Nam Á là khoảng từ 16 đến 17 ngày, trong khi Việt Nam chỉ là 11 ngày, riêng Trung Quốc dịp Quốc khánh người lao động được nghỉ đến 7 ngày. Từ thực tế có thể thấy, dư địa để tăng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm của Việt Nam vẫn còn. Lý giải việc lựa chọn đề xuất tăng ngày nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thay vì kéo dài dịp Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Dịp Tết, người lao động đã được nghỉ dài ngày, vì vậy đơn vị này mong muốn được tăng số ngày nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9 để giãn khoảng thời gian nghỉ trong năm, gần như hơn một quý là có một dịp nghỉ. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là cơ hội cho công nhân được về thăm gia đình, đưa con đi chơi trước khi bắt đầu năm học mới. Vì vậy, chúng tôi theo đuổi phương án nghỉ quốc khánh dài hơn, đặc biệt nghỉ đúng dịp khai giảng năm học để công nhân được đưa con đến trường, ông Hiểu cho biết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất về việc tăng số ngày nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước đó, gửi ý kiến đến Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam tháng 12 năm 2023, đoàn viên đề xuất nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ Tết hàng năm vào thời điểm thích hợp vì số ngày nghỉ của Việt Nam hiện thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới, từ 5 đến 6 ngày. Cụ thể, người lao động mong bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh để kéo dài dịp nghỉ từ mùng 2 tháng 9 đến hết ngày mùng 5 tháng 9, tạo cơ hội cho công nhân lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.